quý vị các quý thân mến, vụ khúc tình yêu vừa rồi cũng chính là một món quà vô cùng tuyệt vời và rất là ý nghĩa mà những người thực hiện chương trình của chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị để gửi tặng đến cho đôi duyên tư của chúng ta hôm nay. Chúc cho đôi bạn trẻ sẽ mãi bên nhau trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, rất hân hoan và